Thưa các anh chị em, clip hôm nay tôi sẽ trình bày với các anh chị em về một cái phương tiện, một cái phương tiện để kéo để huấn luyện chó. Đây là cái tròng, gọi là đây cần là cái vòng huấn luyện đối với dân cảnh khuyển và dân huấn luyện của Pháp, thì cái vòng này là bửu bối, là cực kỳ quan trọng cho sự huấn luyện con chó từ 2 tháng tuổi cho tới suốt đời của con chó. Các anh chị em sẽ nhìn thấy nó rất trơn. Đây là cái loại tròng loại 1, tức là cái độ trơn đó là độ trơn loại 1. Cũng cái loại như thế này, người ta gọi là tròng huấn luyện Ethangler, nó có 3 dạng khác nhau. Đây là cái dạng số 1 trơn nhất. Anh chị nhìn thấy các cái khoen của nó nối với nhau và nó thành một cái, tức là nó cái độ trơn đó là nó làm thành đường vòng cho nên nó rất là trơn. Cái cấp độ thứ hai là những cái khoen nối với nhau nó rộng hơn, tức là thay vì là một, tức là hai cái mắt như thế này thì mới là một mắt. Cái đó là thường là của Đức, là của người Đức họ làm. Thì cái âm thanh của nó kêu nó, tức là nó chậm hơn chứ nó không có trơn trẹt rẹt rẹt như này, mà nó như là nó gọi là click, nó clack 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 clack. Cái đó là cho dành cho con chó khi nó đã thành thục. Thành thục rồi thì người ta để cái tròng tròng đó thì con chó không bao giờ nó bị thít cổ, bởi vì những cái khoảng cách giữa hai cái móc nối nó rộng cho nên nó tạo cho một cái khoảng, tức là một cái khoảng khoảng cách mà không có thể bị siết. Như cái này là siết chặt luôn. Cái thủ thuật của cái tròng này, tại sao nó cần cái sự trơn? Rất nhiều anh chị em biết được cái tròng này, nhưng mà dùng như thế nào, tác động ra sao thì tôi hiểu được là rất nhiều các anh chị em không biết rõ cái chức năng và cái thủ thuật dùng nó như thế nào. Đầu tiên, nó là một cái dạng, một cái dây trơn, hai đầu, có hai cái đầu móc như thế này, hai cái khoen móc. Thì ta luồn sợi xích vào trong cái tròng thứ nhất cho nó chui vào giữa. Đó. Cái đầu của con chó, ví dụ đây là cái đầu chiều ấy của cổ đầu con chó, và đây là đầu con chó và đây là cổ con chó. Thì cái đầu dây, đầu móc luôn luôn nó sẽ là như thế này. Tức là con chó luôn luôn ở bên tay trái của chúng ta. Dẫu rằng ta thuận là ta thuận tay trái, không thuận tay phải, thì cũng vẫn là con chó ở bên tay trái của chúng ta. Và cái cách đập vào tròng vào cổ con chó luôn luôn nó sẽ là như thế này. Và các anh chị thấy là khi mà dắt con chó, chúng ta gọi nó vào sát chân thì chúng ta giật một cái. Giật thì đương nhiên cái này nó thít cổ lại. Con chó nó sẽ phải vào gần cái chân của chúng ta. Chúng ta gọi con chó sát chân. Sát chân. Sát chân. Sát. Sát. Sát vào. Sát vào. Ví dụ như vậy. Thì cái động tác gọi là tối quan trọng là khi chúng ta giật mạnh, tức là thít cổ, chúng ta lại thả ra ngay, luôn luôn là như vậy. Con chó là nó hiểu được cái lệnh và nó không bao giờ bị thít cổ, trong khi một số những anh chị em không biết dùng, không biết cái thủ thuật, cho nên cứ giữ cái cổ như thế này và chúng ta kéo nó đi, chúng ta không nhả nó ra, thì con chó sau đó nó sẽ rất sợ cái sợi dây xích, và khi chúng ta đưa cái sợi dây xích vào cổ thì nó chỉ tìm cách nó chạy đi thôi, bởi vì nó bị thít cổ. Cho nên đây là cái thủ thuật kéo ra, nhả, kéo, nhả, kéo, nhả, để con chó nó được dạy mà không
bị cảm giác bức xúc, không bị nghẹt cổ. Sát chân, sát, sát, vào, vào. Tức là gọi là tiếng các ông cụ nhà quê mà gọi là con trâu, kêu con trâu đi cày, vắt, vắt vào, vắt vào. Tôi nhớ ra là như vậy, vắt vào, vắt vào. Không hiểu cái chữ vắt là nó từ 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 bao nhiêu đời rồi nó có. Tôi chỉ nhớ rằng các nông phu, các bác đi cày hoặc bạn bè của tôi nó là như vậy. Vắt vào, vắt vào, tức là vắt ra, vắt vào, vắt ra, vắt vào, vắt ra, vắt vào. Vâng ạ, các anh chị em nhớ nhé, luôn luôn kéo được thì thả ngay, kéo được thả ngay. Thì con chó không bao giờ nó có một cái cảm giác bị sợ hãi hay là bị thiết cổ. Đây tôi nói là đây là bửu bối của dân huấn luyện, trong này là trong bửu bối của dân huấn luyện, luôn luôn kéo thả, kéo thả. Con chó không bao giờ chạy khỏi chúng ta được, nhưng không bao giờ nó bị ngộp hơi. Cái cổ lập lại, kéo ra thả, kéo thả, kéo thả. Thủ thuật này rất nhiều những anh chị em dùng trong này nhưng lại không hiểu được cái kỹ thuật của trong này. Nhiều khi đó là chúng ta không có, hoặc là chúng ta bị mất, hoặc là trong những lúc sơ kỳ bất ý chúng ta không có cái tròng đó trên cổ con chó, thì tất cả những cái sợi dây dù chúng ta đều có thể làm được thành cái tròng như vậy. Đây một sợi dây dù, chúng ta khoen cái móc lại và chúng ta luồn sợi đầu còn lại. Tất cả mọi sợi dây thừng với sợi dây dù chúng ta đều có thể làm được và để vào cổ con chó, là chúng ta có cái dây dắt mà chó không bao giờ chạy ra khỏi chúng ta. À, dắt vẫn là dắt, kéo thả, kéo thả, kéo thả, để con chó không bị ngộ, luôn luôn là như vậy. Cái những cái dây như thế này là luôn luôn khoảng 1 mét, 1 mét, 1m2 luôn luôn là có trong người, để khi cần thiết chúng ta, hoặc là cái mỏ đấm của con chó nó, hoặc là cái mỏ rọ mõm của con chó nó bị mất, hoặc là bị làm sao đó, là chúng ta dùng cái này để làm thành cái rọ mõ. Ví dụ đây là cái mỏ của con chó, cái mồm của con chó, thì khoanh hai đầu dây lại bằng nhau, lấy cái đây, tôi lấy cái ví dụ đây là mỏ con chó, thì sẽ phải để như thế này, và mỏ con chó cuốn ở dưới hàm của con chó hai vòng và vòng xuống cái cổ của con chó, rồi vòng lên trên đầu, dây này vòng lên trên đầu, hai dây vòng lên đầu, lên hai tai và cột trên cái đầu tai lại, xít, con chó không bao giờ cắn người khác được. Đây là cái cách cột của quân đội Pháp. Tôi lặp lại, khoanh làm ra thành một cái vòng tròn, đặt đây là mỏ con chó, để mỏ con chó vào đây, ở bên dưới cằm dưới khoanh lại một vòng hoặc hai vòng, rồi kéo xuống dưới cổ của con chó, vắt hai cái đầu dây lên trên hai bên tai, ở trên gáy, tức là trên gáy của con chó, và cột ở trên gáy con chó lại, cột thiết cột bên trên gáy con chó lại, thì chó không bao giờ cắn được. Cái trong huấn luyện thứ hai ở dòng chuyên nghiệp, tại sao tôi giới thiệu với các anh chị em, đây là những trong cổ điện, cái vòng cổ điện, hai pin chúng ta để trong này, hai cái đầu này là hai cái đầu phát điện, xung điện, phát xung điện. Đây là loại của Pháp, nó rất là ổn định, nó sạc bằng pin, nó rất là ổn định. Một số những cái tròng như thế này của người Mỹ hoặc người Đức làm thì họ không dùng pin và họ dùng cái sạc, thì nó cũng có cái lợi, rất lợi là chúng ta không phải mua pin, nhưng nó cũng có một số những điều chúng ta cần phải lưu ý, là chúng ta phải rất là chú ý về cái niveau, tức là cái cường độ đánh xung điện
đối với con chó. Đây là loại của Pháp, nó rất là ổn định. Đây là cái con măng. Đây là cái con măng. Cái loại này là loại dùng cho 300 m, tức là cách 300 m chúng ta bấm cái lệnh được. Anh chị em nhìn thấy ở trong giữa của nó đang là cái gọi là cái mức mức đánh là 5. Cái số đánh là cái niveau số 5. Chúng ta bấm xuống. Niveau số 3. Bấm xuống nữa. Tại sao là 3, tại sao là 5, tại sao là 6? Lát tôi sẽ trình bày về cái chuyện. Đây là đeo vào cổ con chó và phải thiết thật chặt. Tức là đừng có để hỏng. Để hỏng là nó tai hại, nó từ hai cái đầu này nó phát ra mà không có sát với da đó thì nó sẽ làm cháy cái chân lông. Những cái phương tiện này rất cần đối với những anh chị em nuôi chó Staff America hoặc Pitbull hoặc Rottweiler, cực kỳ cần thiết để áp dụng cái kỹ thuật dạy, tức là cái kỹ thuật phản ứng có điều kiện. Tức là con chó khi mà nó bị sai, nó làm sai thì tự động cái cảm giác của nó, cái hiểu của nó là tự nhiên nó sẽ bị đánh. Ông trời hay ai đó sẽ đánh nó, chứ không phải là chủ đánh nó. Bởi vì chủ không có cầm roi, chủ không có đánh chân người con chó, chủ đứng cách xa 5 m, 10 m, thậm chí là 100 m. Và con chó bị làm sai, khi con chó làm sai một cái là cái này nó đánh. Cho nên nó trở thành một cái phản ứng, gọi là phản ứng có điều kiện. Cái đó người ta dùng chuyên biệt để tập cho chó không ăn đồ bậy bạ. Tức là chỉ có ăn đồ của chủ cho mà thôi, người khác cho ăn hoặc là ngoài hàng rào ném đồ vào, con chó vừa mới đến gần cái miếng mồi lạ đó là bị đánh ngay. Tức là chúng ta đứng xa, chúng ta bấm ngay. Chừng 7-8 lần như vậy thì con chó thấy mùi lạ, nó ngửi thấy mùi lạ, không mùi thức ăn lạ, không bao giờ nó dám đến gần. Hoặc là những con chó đánh nhau, nó đánh những chó lạ, hoặc là nó sủa, hoặc là cắn lén những người lạ. Thì đây là cái phương pháp để trị những con chó đó. Hồi nãy tôi nói đến cái niveau, cái bậc của nó. Con chó đó, tức là cái loại này nó có những cái âm thanh, nó kêu píp, 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 píp. Khi chúng ta bấm cái âm thanh nó kêu píp, 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 píp đó, thì khi cho pin rồi là hai cái đầu nó phải nối vào với nhau, hai cái đầu gọi là đây là đầu có măng và đây là đầu tấn công. Khi nối vào với nhau vậy thì đầu tiên là nó có những cái tiếng bíp, chúng ta bấm một cái thì nó kêu bíp 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 bíp, bíp. Tức là con rất là chuẩn bị cho con chó, cảnh cáo con chó. Cho nên khi mà muốn gọi con chó về, thay vì chúng ta phải gọi ầm lên, con chó cách chúng ta 30-40 hoặc 100 m, chúng ta phải gọi ầm lên thì không. Ta chỉ bấm cái này, bấm bíp 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 là con chó sẽ tự động sẽ phải chạy ngay về với chủ ngay. Trước khi chúng ta đánh, tức là phạt cũng vậy, là chúng ta để bíp 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 rồi chúng ta bấm phạt một phát. Nó vẫn còn bướm, chúng ta bấm phát thứ hai. Bấm hai phát mà con chó vẫn còn bướm là chúng ta phải tăng cái độ của nó lên, bấm cái độ lên, cái tức là lên cái độ xung điện trung bình. Cái độ từ cái tiếng bíp 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 nó là zero, nó không bị đánh gì hết. Cái tiếng bíp 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 là để gọi con chó lại, gọi con chó trở lại đối với chúng ta, hoặc là tạo cho con chó một cái tình trạng là chú ý. Cái nấc thứ lớp 1 và nấc 2 đó là như là nhắn nhủ con chó. Lúc đó nó không có đau gì cả, nó chỉ rung 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 một chút xíu. Tức là con chó mày đã có vẻ như làm sai đó. Thì con chó nó sẽ phải rách lê cái nó sẽ biết ngay là nó đang làm sai một cái gì đó, mà nó sẽ phải sửa sai, tìm cách nó sửa sai lại cái hành vi của nó. Bắt đầu từ bậc 4 trở đi bắt đầu là tấn công, tức là đánh. Tức là con chó
Malinois là bậc 4, bậc 5 là con chó Malinois nó bắt đầu sợ sợ. Gọi là cái bậc 6 là đối với Malinois là bậc 6 là cúp đuôi, tức là sợ luôn. Boucheron muốn gọi là trừ hủy diệt những cái tính cách xấu, thí dụ nó cắn người hoặc là cắn gà hoặc là đánh nhau là phải bậc 8 đến bậc 10. Boucheron rất là thường nó chịu đau, nó cứng đầu. Berger Hà Lan thường là bậc 6, bậc 7. Tuy nhiên gọi là chấn áp, để mà triệt tiêu đi những cái tính hư, ví dụ con chó nó cắn nhau hoặc con chó nó đánh người khác, là chúng ta tăng lên 10 hay 12, chúng ta bấm một phát con chó nó bật ngược lại, và những con nó cứng đầu cứng cổ nó sẽ lủi nó cắn tiếp, và lúc đó chúng ta tăng lên 12, chúng ta cái độ 12 chúng ta bấm, nhớ bấm thả ngay, bấm thả ngay, bấm thả ngay, tức là tách 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 cái dòng điện nó ra là tách tách tách. Đừng khi nào bấm mà giữ luôn, bấm giữ luôn là con chó sẽ rất là sợ, rất là loạn quạng, sẽ thui chột cái tính cách con chó. Tuy nhiên một cái điều chú ý là đây là một cái cách dạy, gọi là dạy thứ nhất là triệt tiêu những cái tính xấu, gọi là sửa tính chó. Cái thứ hai là người ta áp dụng một cái phương pháp là phản ứng có điều kiện. Cho nên khi mà dạy chó đó là chúng ta không cầm cái này trước mặt con chó, chúng ta để trong túi, và con chó nó sẽ có cái cảm giác là nó làm sai là nó sẽ bị đánh, và không phải là chủ đánh mà là chủ thì ra lệnh, nhưng mà dù là chủ đứng xa, chủ không có cầm cái que hay cầm cái gì vụt lên trên người của nó, nhưng mà nó sẽ bị vô cùng đau đớn. Nghĩa là ông chủ cũng có một cái ông thần nào đó ở trên trời, ở dưới đất gì đó mà nó không biết được, mà nó làm điều gì xấu mà ông chủ ông bực mình một cái là nó sẽ bị phạt. Đó là phản ứng có điều kiện. Cho nên rất là cần thiết đối với những anh chị em nuôi chó lớn mà cứng đầu cứng cổ. Tôi trình bày một cái về phần này thì tới đó tôi, sau đó tôi, cái clip thứ hai tôi sẽ trình bày chi tiết về cách dẫn chó, cách dùng các cái phương tiện để huấn tập để tạo ra thành một con chó bảo vệ, cũng như phân biệt những cái dòng chó nào có thể làm được cái công tác, cái nhiệm vụ bảo vệ, và con nào là con dạy dễ nhất, và con nào là con dạy là cái cấp độ nó, con này nó giống này nó khó hơn giống kia ra làm sao.